Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Sóng Chuyện. Các bạn thân mến, ngày hôm nay, Vian xin được gửi tới các bạn một chuyện ngắn hình sự nữa của Mỹ mang tên Nghi lễ cuối cùng của tác giả Dorothy Francis. Rất mong quý khán thính giả có những giây phút thú vị cùng với câu chuyện này. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng đến với Nghi lễ cuối cùng qua giọng đọc của Vian. Cathy Erin dẫm tuyết ra khỏi giày và đi vào cửa sau của nhà tang lễ. Bà đi qua lò hỏa táng, nhà xác và phòng bày quan tài, lờ đi mùi hang nồng của chất lỏng ướp xác. Bà nhìn lên những bậc thang dốc đứng dẫn vào cửa trước và quyết định đi lên bằng thang máy. Suốt 40 năm làm thư ký kiêm tiếp tân tại nhà tang lễ Cotland, lẽ ra đã quen thuộc với nơi này, song bà vẫn có cảm giác buồn chồn lo sợ vì thỉnh thoảng bà vẫn về nhà rất muộn vào ban đêm. Vẫn còn lưu lại đây tận giờ này là lỗi của bà. Ra khỏi thang máy, bà vào phòng làm việc của mình nằm ngay ở những bậc thang trên cùng và biết nhanh một tờ ghi chú lên bảng ghi nhớ. Bà phải dán địa chỉ nơi tổ chức tang lễ cho ông Sam Jackson ngày hôm sau trên quan tài của ông để người đánh xe tang biết mà trở đến, rồi bà sẽ về nhà xem TV ngay. Bà đi qua bản tiếp tân ở phía trước và đi vào phòng tang lễ ông Sam tội nghiệp, vợ ông ấy là một trong những nạn nhân xui xẻo, bị Sid ép mua cỗ quan tài đắt nhất của gã ta. <laughs> Thật trả giá làm sao? Đây không phải là cung cách làm ăn của ông già Cotland. Sau khi dán địa chỉ vào quan tài, xe đi đi về phía thang máy. Và khi mở cửa trước, bà nghe thấy những giọng nói giận dữ của Ruth và Sid. Tiếng tranh cãi đã lớn hơn thường lệ. Và lúc này, bà phân vân không biết nên đằng hắn để ra hiệu sự có mặt của mình, hay tránh mặt trong giây lát bằng cách nấp vào tủ giấy để mọi người khỏi bối rối. Khi các giọng nói càng lớn và gần hơn, bà chọn nấp vào cái tủ, đoạn để hé cửa ra một khe nhỏ để có thể nhìn vào trong hành lang. Chắc hẳn họ sẽ sớm đi khỏi thôi. Mặc dù bà và Ruth thường uống cà phê cùng nhau vào buổi sáng, Sadie không bao giờ tọc mạch chuyện vợ chồng riêng tư của Ruth. Và Ruth cũng không bao giờ đề cập đến những trận cãi vã với Sid. Như thế là phải lẽ, bởi người làm công thì chẳng nên chen vào chuyện lục đục của gia đình chủ. Bà rất thích làm việc cho cha của Ruth, ông già Cotland, nhưng bà không hề ưa Sid Dedrick từ cái hồi bà bắt gặp gã đang ăn tối với một phụ nữ khác ở trong thành phố. May mắn là gã đã không nhìn thấy bà, và bà cũng chẳng hề hé răng với ai về sự tình cờ đó. Bà cũng ghét cung cách điều hành công việc làm ăn của Cotland ngày càng xuống dốc, dù khách hàng luôn phải trả giá cắt cổ. Rút ra mọi việc giản xếp kinh doanh cho Sid, và xét đi tự hỏi liệu Rút có biết họ đang đối mặt với nguy cơ phá sản hay không? Chúng ta không thể chi trả cho nó. Sid hét lên. Tôi đâu có in ra tiền. Tiền của chúng ta đâu rồi? Rút hỏi. Chúng ta xứng đáng có một kỳ nghỉ chúng ta hầu như không hề có tuần trăng mật. Ba ngày ở World Series ư. Ừ. Anh gần như còn chả biết tôi đã có ở đó nữa. Chứ còn gì nữa. Tôi nhìn cô đã phát ngấy lên rồi. Gã gầm gừ. Lúc này, họ đang đứng ngay tầm ngắm trước cửa tù giấy và xét đi thấy mặt của Sid đỏ bừng. Đột nhiên, gã bước ra phía sau rút đặt cả hai tay lên vai cô và đẩy mạnh. Đầu tiên, xét đi nghĩ mình sẽ thét lên nhưng sau đó bà nhận ra âm thanh đó là của Ruth. Tiếng thét dường như kéo dài vô tận. Rồi khi nó ngừng lại, Seth đi nghe tiếng cơ thể Ruth bổ nhào xuống các bậc thang và đánh hịch vào cửa nhà xác. Nỗi sợ hãi khiến bà tê liệt. Ruth đã chết chưa? Bà có thể làm gì đây? Gọi 911 ư? Không, Sid sẽ nói là Ruth bị ngã. Gã ta thậm chí sẽ nói rằng Xét đi đã đẩy cô ấy. Đó sẽ là lời nói chống lại bà. Trước khi bà có thể nghĩ ra một kế hoạch, Sid đi vào phòng làm việc của bà, nhấc cái điện thoại hội nghị lên. Cassie, em phải không? Giọng Sid nhín lại. Xong rồi, cô ta vừa bị tai nạn. Một cú ngã rất tồi tệ. Ôi Sid, anh có chắc là cô ta đã chết không? <laughs> Tất nhiên, anh chắc chắn đấy. Gãy cổ mà anh đã kiểm tra mạch chưa? <laughs> anh chẳng cần làm thế. Anh có thể khẳng định là cô ta đã chết. Ngày mai sẽ đi sẽ tìm thấy xác cô ta khi bà ấy đến làm việc. Thế anh sẽ nói gì với cảnh sát? Câu chuyện chúng ta đã bàn tính. Cả hai đã gây gỗ và anh nghĩ Ruth đã bỏ đi. Tin tốt hơn đây, Sid. Em đang đợi anh đấy. Cassie, bây giờ em biết là sẽ phải mất vài tháng để thu xếp của nạ cùng tất cả tiền bạc của cô ta góp trong một cái quỹ đầu tư nhưng anh có đủ tiền mặt để đưa em đến The Moy. The Moy? anh đùa đấy à Rio thì sao hmm, bây giờ thì The Moi thôi Cassie anh sẽ đến với em vào những cuối tuần một khi bất động sản đã được chuyển nhượng lại chúng ta sẽ giàu có và cho đến lúc đó chúng ta phải sống chật vật một chút khi xít rời khỏi phòng của bà, xét đi lo mồ hôi túa ra dưới môi. Bà chờ cho đến khi nghe tiếng cửa trước đóng lại, rồi bà chờ một lúc lâu hơn, sợ hãi và tiếc thương cho Ruth. Bà không thể chứng minh là Sid đã xô ngã cô ấy. Nếu bà gọi cảnh sát, họ sẽ hỏi bà làm gì ở đây và có thể sẽ đổ tội cho bà. Và khi Sid biết bà đã chứng kiến hành động của gã, thì bà sẽ là người tiếp theo bị xô ngã liệu có khả năng rút vẫn còn sống không? Cố giữ bình tĩnh, xét đi lần xuống các bậc thang, chậm chạp, thận trọng. Bà biết rằng rút đã chết khi thấy chiếc cổ vạn xoắn kỳ quặc và chẳng ngạc nhiên khi không còn thấy mạch đập. Sự giận dữ và nỗi buồn thảm tạo thành một quả bóng đau đớn trong ngực bà khi bà ngồi xuống suy nghĩ. Bà lên một kế hoạch, nhưng nếu nó phản tác dụng, bà sẽ trở thành một bị cáo giết người. Nghĩ đoạn, bà bước vào nhà xác và tìm một đôi bao tay bằng nhựa dẻo. Đã quá nửa đêm khi xét đi đi bộ về nhà mình gần đó, bà nhìn vào giấc ngủ một cách đầy khó khăn. Sáng hôm sau, bà nhanh chóng đến làm việc. Người gác gian đã quét tuyết khỏi bãi đậu xe và vỉa hè. Tài xế đánh xe tang đã đến và đi. Vào lúc 9 giờ 15 phút, Sid gọi. đi cố giữ giọng mình rõ ràng và bình thường. đi sáng nay bà có thấy rút không? Ờ, sao thế? Ờ, không, tôi không thấy. Ừ, có chuyện gì à? Đầu dây bên kia ấp úng một lúc lâu trước khi Sid đáp lời. Ồ, tất nhiên tôi không nghĩ thế. Tôi không biết. Uhm, chỉ là Ruth ở đây khi chúng tôi đi ngủ, nhưng giờ cô ấy không ở đây nữa. Giường của cô ấy đã được dọn, nhưng không giống như kiểu cô ấy bỏ đi mà chẳng có tôi. Thật kỳ lạ, đi nói. Ờ, à, um, bà sẽ xem xét vào phòng làm việc của cô ấy chứ? Uhm, tất nhiên, chờ một giây nhé. Sadie đi vào phòng của Ruth và trở lại sao cho thời gian ngắt quãng chủng khớp. Cô ấy không có ở đó, ông Dedrick. Uhm, tôi sẽ, tôi sẽ tới đó. Gã gác máy. Khi xít đến, sẽ đi nhanh chóng ra cửa và gặp gã. Có tin gì về cô ấy chưa? Chưa. Gã đi qua cái bàn tiếp tân khi đi vào phòng của gã, sau đó vào phòng của Ruth. Hãy cùng vào phòng làm việc nào sẽ đi? Tôi đã vào phòng này đầu tiên. Ruth không có ở đó. Bà nhìn xít đi xuống phòng họp lớn và nhìn lén nút xuống cầu thang. Cường mặt gã, xanh như tàu lá. Ông nên gọi cảnh sát, ông Drake. Nếu cô ấy thực sự mất tích... Bà nói thế ý là gì? Thật sự mất tích ư? Ừ. Xít vào vịt hỏi. Um, thật ra chẳng có gì cả. Chỉ là vì hiện nay có rất nhiều người bị thông báo mất tích để đi tìm tự do trong một hay hai ngày. Có lẽ Ruth chỉ về thăm gia đình thôi. Xít nhìn như phát bệnh. Điều này không thể xảy ra. Ý tôi là nó không giống rút một chút nào cả. Tôi có thể giúp gì cho ông không? Xét đi tỏ vẻ quan tâm. Phải phải, có đấy xét đi. Bà có thể thay mặt tôi tại tang lễ của nhà Jackson tại Centerville không? Gia đình Jackson sẽ hiểu khi biết tình cảnh này. À, tất nhiên rồi, tôi rất sẵn lòng làm điều đó. xét đi than khóc cho rút cả quãng đường đến Centerville. Và khi đã ngồi vào chiếc ghế dài phía sau của nhà thờ, bà nghĩ rằng thật mỉa mai khi Sid đã dẫn dụ gia đình Jackson chọn một cỗ quan tải đắt tiền, có dư chỗ cho cả hai xác chết. Và cái xác thứ hai chẳng còn sợ bị ai phát hiện ra khi gia đình ông Sam muốn quan tải đóng kín trong tàng lễ. Khi cây đàn ống bắt đầu được sướng lên và mùi sắp nến thơm lừng lan tỏa khắp nơi trang nghiêm, Ruth tự hỏi liệu Sid có biết rằng người ta không thể tuyên bố một người mất tích là đã chết hợp pháp trong vòng 7 năm? Dù sao thì bà cũng nghi ngờ việc Cassie sẽ chờ đợi gã Sid. Và điều gì sẽ xảy ra nếu sau 6 năm hay khoảng đó, cảnh sát nhận được chỉ dẫn của một người ẩn danh tìm ra chỗ xác của Ruth? Đó chính là điều đáng để nghĩ tới. các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn hình sự của Mỹ, nghi lễ cuối cùng. Nếu các bạn yêu thích câu chuyện này, hãy đừng ngần ngại bấm like và chia sẻ cảm xúc của mình ở phần comment dưới video này. Và nếu các bạn mong muốn tiếp tục đón nghe những chuyện ngắn trình thám khác, hãy bấm theo dõi và bật thông báo trên kênh. Vian hy vọng sẽ được tiếp tục gặp lại các bạn trong các tác phẩm văn học tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui.